Xin chào tất cả các anh em nha. Video mình giới thiệu các anh em tham gia một chiến góp nhận tóc cần rep. Một tóc cần này nó đích sàn Binance các bạn. Để tham gia giám này mình lấy 18 bấm nút start chatbot các bạn. Sau khi bấm nút start xong các bạn bấm AdChat bắt đầu các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join kênh gấp kênh Zalo các bạn. Nhấn follow nè. Các bạn bấm đáp lên các bạn. Các bạn join kênh gấp nè. Bạn join vào nhóm chat các bạn. Rồi các bạn bắt đếp lên nè. Bạn follow Twitter nha bạn. Thì bạn đang theo dõi nè bạn. Bạn like và tweet lên các bạn. Các bạn join tiếp kênh new nè các bạn. Rồi các bạn follow nha các bạn. Rồi các bạn bấm đáp lại. Rồi các bạn bấm vào Mi Balance nha các bạn. Hỗ trợ tiếp. Rồi join tiếp kênh Forum on Village Balance nha các bạn. Đây dự án của Binance rất là uy tín các bạn làm nha các bạn. Rồi các bạn join vào thôi các bạn. Rồi bấm vào Mi Balance nha các bạn. Rồi mình được 3 token rep các bạn. Con này hiện tại nó chưa ra địa chỉ rút tiền các bạn. Sau này nó ra một địa chỉ rút tiền thì mình hướng dẫn các bạn rút tiền sau các bạn. Vậy video này cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.